Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin mới nhất liên quan đến tỉnh thất Bồng Lai, hay còn được gọi với một cái tên mới đó là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Theo thông tin mới nhất, các cơ quan chức năng sẽ điều tra, xử lý nghiêm những sai phạm liên quan đến tỉnh thất Bồng Lai. Văn bản mới nhất của Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết sẽ khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật những sai phạm liên quan đến tỉnh thất Bồng Lai. Ngày 26 tháng 2, cơ quan chức năng tỉnh Long An cho biết cuối tuần này sẽ có cuộc làm việc giữa các ngành chức năng tỉnh Long An và huyện Đức Hòa để xem xét, giải quyết dứt điểm các vấn đề có liên quan đến tỉnh thất Bồng Lai, hay còn được gọi với một cái tên mới đó là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Trước đó, ngày 17 tháng 2, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã có công văn gửi Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan chức năng tỉnh Long An về những việc làm sai trái của nhóm người tự xưng tỉnh thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Theo đó, trong thời gian qua, tại tỉnh Long An có xảy ra sự việc gây hoang mang trong dư luận và tác động không tích cực đến trật tự an ninh xã hội và ảnh hưởng đến uy tín của giới Phật giáo nói chung và Phật giáo tỉnh Long An nói riêng. Đó là hiện tượng lạm dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi tại nhà bà Cao Thị Cúc, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tự xưng là tỉnh thất Bồng Lai và Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ do ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, tự xưng là Hòa Thượng Thích Tâm Đức chủ đạo. Từ đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An kiến nghị các cơ quan chức năng sớm xem xét và giải quyết dứt điểm các nội dung, điều tra làm rõ động cơ và xác định những việc vi phạm pháp luật nhà nước, vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, trục lợi bất chính, công kích và xuyên tạc về giáo lý Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, buộc ông Lê Tùng Vân và các thành viên không tiếp tục mặc pháp phục, lễ phục, tăng, ni, không được mạo xưng là tu sĩ Phật giáo, không tự xưng những từ chỉ về tu sĩ Phật giáo và sinh hoạt tôn giáo liên quan đến Phật giáo, buộc tháo dỡ các công trình tôn giáo trái phép tại ngôi nhà của bà Cao Thị Cúc, chấm dứt những hoạt động lợi dụng tín ngưỡng và tôn giáo, xác định rõ mối quan hệ huyết thống của những người ở đây và những đứa bé có phải là trẻ mồ côi hay không, và nơi đây có được phép nuôi trẻ mồ côi hay không. Trả lời công văn của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An ngày 24 tháng 2, Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết tỉnh thất Bồng Lai và mới đây đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ đúng theo nhận định của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An chỉ là hộ gia đình, nhà ở, không phải là cơ sở thờ tự tôn giáo theo quy định của giáo hội và pháp luật. Đồng thời, Sở Nội vụ Long An cũng thông tin cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra xử lý nghiêm theo pháp luật những sai phạm liên quan đến tỉnh thất Bồng Lai. Cũng theo nguồn tin trên, tại cuộc làm việc này cũng sẽ có kết luận về các vấn đề gây xôn xao dư luận liên quan đến tỉnh thất Bồng Lai như vụ nhóm người đến gây rối tại đây, việc người của tỉnh thất Bồng Lai báo bị mất một số tiền lớn. Kính thưa quý vị và các bạn, trên đây là những thông tin mà cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra về tỉnh thất Bồng Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.